Xin chào các bạn, hôm nay bác sĩ Bảo giới thiệu với các bạn phương pháp giảm cân thứ hai, đó là phương pháp Vegan. Thì theo như chương trình đã phát hôm trước thì bác sĩ Bảo có nêu là 7 phương pháp giảm cân. Trong đó phương pháp thứ nhất đã được trình bày, đó là phương pháp Paleo. Và hôm nay bác sĩ Bảo xin giới thiệu phương pháp thứ hai, đó là phương pháp Vegan. Đây là chế độ ăn kiêng thuần chay, là loại bỏ hoàn toàn các thực phẩm từ động vật ra khỏi thực đơn vì các lý do liên quan đến vấn đề đạo đức, môi trường hay là sức khỏe. Và cũng chính là cái chế độ ăn khắt khe nhất trong tất cả các chế độ ăn chay. Cụ thể thế nào thì xin mời các bạn xem đến hết video sẽ biết thêm những cái lợi ích của việc ăn chay và những cái lưu ý trong quá trình ăn chay mà bác sĩ Bảo nói ở cuối video. Xin mời các bạn. Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay bác sĩ Bảo giới thiệu chế độ ăn chay Vegan, chính là chế độ ăn chay thuần chay. Chế độ ăn thuần chay không chỉ cắt bỏ khẩu phần thịt khỏi đơn mà còn loại bỏ sữa này, trứng và thực phẩm có nguồn gốc động vật như là gelatin, mật ong, lòng trắng trứng, casein hay là whey protein, tức là đạm bán sữa, ra khỏi cái chế độ ăn. Và hiệu quả giảm cân của nó thì chế độ ăn thuần chay có công dụng giảm cân hiệu quả do chứa ít chất béo nhưng giàu chất xơ, khiến bạn cảm thấy lúc nào cũng no. Những người theo chế độ ăn thuần chay thì cũng duy trì được cân nặng và chỉ số khối cơ thể như BMI ổn định hơn so với những chế độ ăn kiêng khác. Vậy thì lợi ích thật sự về sức khỏe của việc ăn chay là gì? Thì hôm nay bác sĩ Bảo xin trình bày với các bạn đây. Tuy là chưa có bằng chứng rõ ràng là ăn chay có thể giúp con người tăng thêm tuổi thọ, nhưng chế độ ăn chay được cân bằng với đủ các dinh dưỡng đã có bằng chứng chứng minh tốt cho sức khỏe, không có nguy cơ suy dinh dưỡng như nhiều người lầm tưởng. Về một số lợi ích về sức khỏe của việc ăn chay thì cụ thể như sau. Thứ nhất là giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Như chúng ta đã biết, cholesterol và chất béo có nhiều ở trong thịt mỡ động vật. Vì vậy, người ăn chay ít bị rối loạn lipid, người ta gọi là mỡ máu cao đó, ở trong máu. Nhiều nghiên cứu thì cho hay nếu giảm cholesterol trong máu xuống 10% thì nguy cơ mắc bệnh động mạch vành sẽ giảm đến 30%. Theo các chuyên gia dinh dưỡng Strack và Armstrong nhận thấy người ăn chay thì có huyết áp thấp hơn người không ăn chay. Họ cũng thấy rằng là ăn chay có thể giảm huyết áp ở những người đang bị cao huyết áp. Đấy, thứ hai là giảm nguy cơ béo phì. Nghiên cứu của Hội Y khoa Anh Quốc, British Medical Association, thì cho hay rằng là người ăn chay thường có trọng lượng cơ thể vừa phải hơn so với những người ăn nhiều thịt cá. Và lý do dẫn đến thực tế này đó là thức ăn thực vật thường có ít chất béo, năng lượng do rau và trái cây cung cấp thì là đủ dùng cho cơ thể mà không có dư thừa, chữ đến dạng mỡ béo. Và đặc biệt thì rau trái có nhiều chất xơ sợi làm cho người ăn có cảm giác mau no nhưng không ăn quá nhiều. Và cái lợi ích thứ ba của ăn chay đó là ít bị rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là táo bón. Nhiều nghiên cứu như là của Sierra nhận thấy là chỉ có 12% những người ăn chay bị rối loạn này thôi, trong khi tỷ lệ mắc bệnh này ở những người không ăn chay là 33%. Lý do là chất xơ trong rau trái trái cây thì hút nhiều nước, giúp cho khối lượng phân lớn mềm dễ cho việc cải thiện, đồng thời kéo theo các chất cận bã và các chất độc vào trong ruột già để thải ra ngoài. Lợi ích thứ tư đó là giảm nguy cơ loãng xương. Việc ăn chay thì đảm bảo được là không có cái nguy cơ loãng xương. Lý do là vì mất nhiều khoáng canxi trong xương, làm cho xương trở nên giòn dễ gãy. Thì bệnh thì thường thấy ở phụ nữ mãn kinh. Theo kết quả nghiên cứu của Mass công bố năm 1988 cho biết là sự mất canxi ở người ăn chay thì ít xảy ra hơn so với những người không ăn chay. Và cũng theo ông thì chất đạm động vật có nhiều lưu huỳnh như sulfur, chất này làm tăng độ axit trong máu, đưa đến tăng lượng canxi thải ra trong nước tiểu, do đó làm giảm canxi trong xương, chính vì vậy nó làm dễ làm gãy xương. Và những người ăn chay cái khả năng này ít xảy ra. Lợi ích thứ năm đó là giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, cái này là rất quan trọng. Thì nhiều nghiên cứu khoa học thì cho thấy ăn nhiều thịt động vật sẽ làm tăng cái nguy cơ một số bệnh ung thư ở người, đặc biệt là ung thư ở đại tràng. Theo nghiên cứu của Willett năm 1990, đối với nghiên cứu trên 88.000 phụ nữ của từ 34 đến 59 thì cho thấy rằng là cái nhóm phụ nữ mà ăn nhiều thịt đỏ bị ung thư ở ruột già gấp đôi so với những nhóm người chỉ ăn thịt đỏ một lần trong tháng, và tỷ lệ này thì càng thấp hơn nữa ở những người ăn chay. Đó là năm lợi ích của ngoài cái giảm cân bình thường, có năm cái lợi ích như vậy. Vậy thì khi chúng ta ăn chay thì cần phải lưu ý điều gì? Đây là cái tiết lộ của bác sĩ như lời hứa ở đầu video, đó là một khi mà người ta khỏe mạnh bình thường thì ăn chay và một chế độ
với một chế độ dinh dưỡng cân bằng sẽ không có vấn đề gì về sức khỏe, đúng không ạ? Nhưng đối với một số người ăn chay đó, ăn chay thuần túy đấy, thì nếu như không được quan tâm đúng mức cái thực đơn hàng ngày thì có thể là thiếu sót một vài cái vi chất, chất dinh dưỡng nói chung, do cái thực phẩm ăn chay chủ yếu là dựa vào ngũ cốc và rau củ quả. Chính vì vậy mà nếu không biết cách ăn hoặc là có thể bị thiếu, đặc biệt là vitamin B12 và một số khoáng chất như sắt, kẽm và canxi. Chính vì vậy mà người ăn chay thì nên dùng thêm trứng, sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa có thể được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng hơn là ăn chay thuần túy. Tức là ăn chay thuần túy tức là người ta kiêng hoàn toàn trứng, sữa, liền tất cả những thứ gì liên quan động vật, thì đôi khi là chúng ta cũng phải sân siêu, nghe ngóng cơ thể mình, nếu mà thiếu chất thì mình cũng cần phải bổ sung. Bỏ cái ăn chay trường đi và có thể ăn bổ sung thêm trứng, sữa, bổ sung thậm chí là có thể bổ sung một số vi khoáng, cái sản phẩm đa sinh tố, chất khoáng. Trên đây là thông tin bác sĩ Bảo giới thiệu với các bạn chế độ ăn giảm cân thứ hai trong 7 cái chế độ ăn giảm cân. Về rằng nếu như thông tin này các bạn thấy là hay, là có ích thì các bạn hãy chia sẻ, like và không quên đăng ký kênh YouTube bác sĩ Bảo để tiếp tục theo dõi những thông tin mà bác sĩ Bảo cập nhật tiếp theo. Xin mời.